Em xin chào các bác nhé. Đây là những cái tấm pin mặt trời mà bên em đang bàn giao cho một chú khách ở Hải Dương. Cái dàn pin của chú đợt vừa rồi bị bão giật vỡ rất là nhiều, thiệt hại cũng khá là nặng các bạn. Cũng may là cái đợt này pin mặt trời giá rất là rẻ nên cũng đỡ phần nào. Đấy, ví dụ như cái tấm pin Gia 410W này giá có 1 triệu 190 nghìn thôi các bạn. Đấy, còn chưa tới 1 triệu 2. Giá nó chỉ ngang một tấm pin công suất nhỏ đấy các bác nhé. Đấy, nên là bác cái thay thế thì cũng đỡ đi phần nào. Đấy, cái tấm pin này thì có công suất là 410W này, điện áp hoạt động là 31,45V, thương hiệu Gia Solar, một trong những thương hiệu pin mặt trời rất là chất lượng. Đấy, thì hôm nay bên em bàn giao cho chú 20 kW. Ủa. Chú này trước là chú làm rồi, bắt đầu nó bị bay đi. Thiệt hại rất là lớn. Sao mà anh đánh xe nhà trước? Pin bay vỡ hết. Cái này nó bay xuống đây của chú hay là chú để đây? Nó bay xuống may những tấm này không gì, còn những tấm này dính. Và ở trên mái thì nó bỏ vào nhau coi là hết. Tấm này nếu mà chú lắp thì không ấy thôi, nhưng còn nếu mà người ta dùng lẻ cái tấm này vẫn dùng được. Vẫn được. Chỉ vỡ kính, thường là cái tấm pin này nó vẫn kính nó chỉ vỡ một tí rồi. Là nó vỡ hết ra mà. Kiểu kính cường luôn. Tấm này thì dơ như thế. Pin AE này. Ôi trước chú cháu mình trèo lên cái đoạn nào ấy nhỉ? Chú nhỉ? À đấy ạ. Ui dưới kia còn chú để đây dưới kia đây. Còn bay mất đi hàng xóm người ta mất đi hết rồi. Vâng. Hai con máy chú treo đây. Hai con solid xịn đấy. Đúng cái luồng nó gió. Chỗ này người ta bị người ta còn chưa làm hay sao chứ? Ở đây không có ai ở chú. Kia nó hở hết, nó bay hết, người ta cũng chưa làm. Chưa thể làm. Làm gì có thợ mà làm. Đây hôm qua bọn nó phải mượn thợ riêng là đẩy lên nó gãy gập hết chỗ này. Rồi làm thêm cái kèo đấy. Bay hết. Đây là quán ăn sáng hả chú? Quán cà phê. Cà phê. Quán karaoke. À lúc có cả cửa sau đấy. Bên kia. Vâng. Quán như đây quán. À hai quán là chú? Ừ, nhà tao nứt hai giá. Ủa. Toàn bộ cái mái trên nó đẩy hết. Nó thích chào lên trên thì sao? Đây đi rồi, chào lên. Đẩy hết mái, nhìn hết ở trên, bị bỏ hết. Bên trên cũng bị hết hả chú? Ừ. Quay nhỉ? Ở trên nằm im hết, bị bỏ. Đây, tấm pin. Chú vẫn giải ra, không tấm chưa thì. Đây những cái tấm này là vẫn dùng bình thường này, vẫn có điện này.
anh em yêu khoa học thì có thể là mua những cái tấm này vào dùng bình thường. Tại vì những cái cell pin nó rất bền. Kính nó chỉ để bảo vệ thôi. Bảo vệ cell pin để lâu về dài thôi. Đây. Bây giờ em sẽ lên máy em quay cho anh em xem nhé. Đúng cái luồng gió này. Ngổn ngang hết các bạn. Đây, cái tấm pin này. Đây, cái tấm pin này nó bị gió lốc xong là nó gió lốc xong bắt đầu là cái tấm pin nó bị đánh khăng, nó bị đánh khăng. Cứ đập vào nhau thôi. Đã vỡ. Đây bên dưới đó các bạn. Kia. Nói chung là bác chủ thiệt hại rất là lớn. Em đang có mặt tại Hải Dương các bạn.